Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị, chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc trời ban, thần tài mở khua ban cho lộc lớn, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu sang vinh mạng tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chỉnh Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sách trời đã ghi, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nam mạng, được lộc trời cho, tiền về nứt kép, năm 2025 giàu như vũ bão. Kính thưa quý vị, vàng vốn không thuần khiết, người không thập toàn, nhưng tâm tốt, mệnh sẽ tốt. Hồng trần cuồn cuộn mưa tiễn hoàng hôn, sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức? Nhân sinh mỗi người đều đang đi trên cuộc hành trình của mình, người đang tiến, kẻ đang lùi, nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ. Có người thì khẳng khái, độ lượng bao dung, nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co, so đo tính toán. Có những sự việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu thì lại càng mất đi. Vậy nên, hãy xem nhẹ một chút, nghĩ giản đơn một chút, sẽ thấy lòng yên vui, phúc đức sẽ tự đầy. Trong chuyên mục tử vi năm 2025 của 12 con giáp ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý bác bàn luận về tử vi của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nam mạng năm 2025, về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc sẽ ra sao. Trong công việc thì có được quý nhân giúp sức hay không, chuyện gia đình, tình cảm và sức khỏe có điểm gì cần lưu ý, và tuổi Bính Ngọ nam mạng cần chuẩn bị những gì để có thể đón lành, tránh dữ và giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngay dưới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi để nắm bắt hết thảy những cơ hội của mình quý vị nhé. Sách trời ghi rõ, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nam mạng, được lộc trời cho, tiền về nứt kép, năm 2025 giàu như vũ bão. Đầu tiên, đặc trưng tính cách tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nam mạng. Bính Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là hành lộ chi mã, ngựa chạy trên đường. Năm sinh dương lịch, từ ngày 21 tháng 1 năm 1966 đến ngày 8 tháng 2 năm 1967. Mạng thiên hà thủy, nước sông thiên hà, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, xương con ngựa, tướng tinh con thuồng luồng, cuộc đời được Phật bà Quan Âm độ mạng. Thiên càn bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi ngọ, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, tí ngọ mão dậu. Trời sinh tuổi Bính Ngọ có can và chi cùng hành hỏa, ngũ hành thuộc thủy, mệnh thiên hà thủy, là người có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, vì hành thủy chủ trí tuệ, nước mưa từ trên trời rơi xuống, nên vốn là một loại nước tinh khiết, vì thế, bản mệnh cũng là người tinh tế, tào nhã, có tác phong làm việc, nhã nhặn, lịch thiệp. Nam mạng Bính Ngọ, hành lộ chi mã, là người khá hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Mặt trái là họ có bản tính tò mò, hiếu kỳ, hay lo chuyện bao đồng, song cũng nhờ nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà người này được rất nhiều người yêu mến. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình làm sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Bính Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Bính Ngọ nam mạng có thể đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Bính Ngọ cảm thấy chán nản, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Bính Ngọ nam mạng bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình.
Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Bính Ngọ. Bù lại, họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Nhờ vậy mà họ cũng đạt được không ít thành tựu nổi bật. Tuổi Bính Ngọ tuy không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế, nhưng họ lại rất thật thà, thẳng thắn và có tấm lòng cao cả, tốt đẹp. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Bính Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Thời còn trẻ tuổi, Bính Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Bính Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan thử thách, ý chí của tuổi Bính Ngọ vẫn không bị mai một, mà ngược lại, họ càng quyết tâm, cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Cuộc sống của họ nhờ vậy mà tràn đầy niềm vui, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Tuổi Bính Ngọ nam mạng thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở. Đó là lý do tại sao tuổi Bính Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Những người này đa số có vẻ bề ngoài lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi Bính Ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc, nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Tuổi Bính Ngọ nam mạng có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, quản lý, phóng viên, nhiếp ảnh, công nhân kỹ thuật. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối năng, đa tài năng của mình, đam mê và sở thích. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, quý ông tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp điều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo, tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp tuổi Bính Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Tiểu kết, cuộc đời của nam mạng Bính Ngọ bắt đầu ổn định từ trung vận. Công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi. Những người tuổi này sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến hậu vận mới được thành thơi hưởng phúc. Nam mạng Bính Ngọ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời. Những người này hưởng thọ trung bình từ 73 tuổi đến 89 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương thật thà, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức thì ắt được tăng trưởng tuổi thọ. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Bính Ngọ trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Bính Ngọ theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Ất, bình hòa, công việc ngày càng thuận lợi, thu được nhiều lợi ích cả về danh tiếng và tiền bạc. Xuất hiện cơ hội thăng tiến trong giai đoạn này, người thực sự bản lĩnh sẽ được như ý nguyện. Xét về địa chi, Ngọ gặp Tỵ, bình hòa, cuộc sống trôi qua bình dị, không có quá nhiều biến động. Chỉ cần đương số tập trung làm tốt việc của mình thì mọi thứ vẫn nằm trong quỹ đạo ổn định. Xét về ngũ hành, bản mệnh Bính Ngọ và lưu niên tương khắc, khó tránh lúc đau yếu, suy nhược cơ thể, các bệnh liên quan tuổi già. Gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, xung đột nhưng không quá nghiêm trọng, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Tiểu kết, bước sang năm 2025, vận khí của nam mạng Bính Ngọ được dự báo là sẽ có nhiều bước tiến triển khá lý tưởng, công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng và tiền bạc đều rất dư giả. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ. Dù có chức vụ thì quý bác nào cũng sẽ đạt được mục tiêu mình đã đặt ra. Sự nghiệp rạng rỡ như mặt trời ban trưa, gia đình con cháu được nhờ vả. Thứ hai, xem tử vi Bính Ngọ sinh năm 1966, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Bính Ngọ nam mạng gặp sao Vân Hán. Sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh,
họa huyết quan, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành, hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng tư tháng tám phải kiêng, kỵ trong hai tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Vân há là sao trung tính, tốt xấu ở mức trung bình, năm có sao này chiếu mạng, thì công việc nhàng nhàng không quá vất vả, cũng không quá thành công rực rỡ. Ngoài ra, cần đề phòng họa thị phi, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là, vào tháng 4, tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự trong nhà không yên. Những mối họa sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ, như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe, dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm mồm miệng. Nam gặp tai tinh bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng, trở nên thủ cực, bảo thủ, nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao Vân Hớn chiếu, dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy, không giữ mồm miệng, nên mâu thuẫn cãi vã. Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành, nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết, quý bác Bính Ngọ nhé. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Bính Ngọ theo niên hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của Bính Ngọ nam mạng không được ổn định. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an, Thiên La hạn phải lao đao, giấu khỏi bệnh tật họa trao phải phòng. Gặp hạn Thiên La dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đa phần do ma quỷ quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Ngoài ra, gặp phải Thiên La, bạn cần phải đề phòng cảnh chia ly, xa cách phu thê, mọi việc cần mẫn, nhìn về gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc, chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng, không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Sau đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu mọi thứ ở tương lai. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm, các mối quan hệ không được ổn định, nhất là tình cảm vợ chồng, thường xuyên bắc cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to, nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh, dễ dẫn tới chia ly, xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu, sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người này gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Tiểu kết, gặp sao Vân Hán và hạn Thiên La khiến đường công danh sự nghiệp của tuổi này trong năm 2025 vẫn chưa có nhiều sự đột phá, mọi thứ tuy nhẹ nhàng nhưng cũng không đạt thành công rực rỡ. Tuy nhiên có câu, đức năng thắng số, quý bác vẫn có thể tự mình cải mệnh bằng việc nỗ lực nhiều hơn và trang bị cho bản thân những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết. Trong năm đương số cũng cần để tâm nhiều hơn tới sức khỏe, giữ suy nghĩ tích cực, lạc quan. Ngoài ra, cần đề phòng họa thị phi, khẩu thiệt, kiện cáo, pháp luật. Thứ 4, vận niên năm 2025 của tuổi Bính Ngọ, nam mạng. Trong năm Ất Tỵ, tuổi Bính Ngọ nam mạng sinh năm 1966 gặp vận niên, hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc, nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn,
lo âu, con cái trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Bính Ngọ nam mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025 tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nam mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Bính Ngọ cần tránh các năm tam tai, thân, dậu, tuất. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính này, thì gia chủ 1966 Bính Ngọ sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2025 tuổi Bính Ngọ 1966 nam mạng có phạm kim lâu không? Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ 1966 là 60 tuổi, theo tuổi Mụ, gia chủ sẽ phạm kim lâu tử. Nếu gia chủ làm nhà, sửa nhà trong năm này sẽ gây tai họa cho con cái. Tử vi 2025 tuổi Bính Ngọ 1966 nam mạng có hạn hoang ốc không? Năm này nam Bính Ngọ phạm tuổi lục hoang ốc, phạm hoang ốc. Lục hoang ốc có câu lục ốc tạo ra bất khả thành, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Tử vi 2025 tuổi Bính Ngọ 1966 nam mạng có hạn thái tuế không? Bính Ngọ 1966 trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2025 tuổi Bính Ngọ 1966 nam mạng có phạm hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Bính Ngọ 1966 trong năm Ất Tỵ 2025 gặp trạch quỷ xấu. Người xưa có câu thơ rằng: làm nhà cầu trạch vạn từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên. Nếu gặp trạch, bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc chắn là sát với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, gia chủ nên trừ ra. Tóm lại, gia chủ Bính Ngọ trong năm 2025 gặp trạch quỷ, không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm này. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Bính Ngọ nam mạng trên các phương diện chính, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, năm Ất Tỵ 2025 được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Bính Ngọ nam mạng ở phương diện công danh, sự nghiệp. Tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra, nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần quý bác làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, nam Bính Ngọ không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm này đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động dám nghĩ, dám làm thì càng dễ tiến xa, con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc quý bác cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn, chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách cho dù kết quả nhận được là gì, quý bác sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc cũng khá tốt đẹp trong năm 2025 này. Bên cạnh quý bác luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để quý bác đi xa NHBAC hơn. Về mặt tài lộc, xem tử vi 2025 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Bính Ngọ chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2025 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp, đúng như mong muốn của Bính Ngọ. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới khiến tuổi Bính Ngọ choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên
Vấn đề của quý bác là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chứ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác, chưa chắc quý bác cũng đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, quý bác hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để bính ngọ thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, quý bác vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn, làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến, nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tử vi dự báo quý bác bính ngọ nam mạng có một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy. Một số quý bác có thể di chuyển tới quyết định kết hôn, khi thấy tình cảm đã chín muồi, cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và sẻ chia với nhau, để cùng tiến tới một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, ở mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú, chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý vẫn u uất chiếu mệnh, nên nếu vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau, thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi bính ngọ nam mạng trong năm 2025 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược, chạy xuôi, giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là quý bác cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm, hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại pin. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh chủ về tăng sự, quý bác cũng nên chú ý vấn đề này. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nam mệnh bính ngọ, sinh năm 1966. Cách hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2025. Thứ nhất, đồ phong thủy. Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch bác vàng, thạch bác tóc vàng, thạch bác lưu linh nâu, hổ phách. Thứ hai, hạn chế mâu thuẫn. Năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Thứ ba, giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Thứ bốn, mệnh chủ cần tránh rúc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích, quý bác nhé. Cách hóa giải hạn thiên la bằng phong thủy. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải những hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Dưới đây là cách hóa giải hạn thiên la mời quý bác xem qua. Sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái, mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý, sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Tình cảm, mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng, nhất là tình cảm vợ chồng. Hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to, gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Tâm lý, để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Vận trình từng tháng âm lịch,
đối với quý bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm Ất Tỵ 2025. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đối với quý bác tuổi Bính Ngọ, bước vào tháng 1 âm lịch, vận trình tài lộc của quý bác tuổi Bính Ngọ có phần khởi sắc, công việc khi làm ăn hợp tác hay làm các lĩnh vực liên quan tới bất động sản, đất đai có phần thuận lợi, tài lộc vượng nhưng chưa có được sự dư giả nhiều. Trong lúc thuận lợi, quý bác cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng, nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Tháng này vận đào hoa của quý bác khá tốt, người độc thân có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa dữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới người thân yêu của mình. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý bác cần lưu ý mặt sự nghiệp có nhiều sự biến đổi, tính cách nóng nảy, dễ bị người khác ghen ghét, cấp trên cũng không hài lòng, ảnh hưởng tiền đồ. Tuy vậy mặt chuyên môn nghề nghiệp thì lại có lợi hơn, nhất là khi quý bác biết cách vạch kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng trước những gì mình cần làm. Lưu ý, trong tháng có sao La Hầu tác động mạnh mẽ, cần chú ý về mặt sức khỏe, đề phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tháng 3 âm lịch, quý bác tuổi Bính Ngọ về phương diện sự nghiệp không được như ý muốn, chịu ảnh hưởng của thiên khốc, tang môn, làm cho tinh thần không tốt, dễ bị lơ là khi làm việc. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp phàn nàn hết lần này đến lần khác. Không chỉ vậy, với sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho quý bác tuổi Bính Ngọ gặp rất nhiều phiền phức, khiến quý bác gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Tháng này quý bác nên cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Vì vậy, lời khuyên cho quý bác nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến tài lộc. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi của quý bác tuổi Bính Ngọ, tháng 4 âm lịch năm 2025 có điểm thăng tiến nhẹ, vận khí khởi vượng, tình trạng kiếm tiền tay trái của quý bác sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Dựa vào tài năng của quý bác có thể thu về thành quả bất ngờ, đường tài lộc tháng này khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tháng này, quý bác tuổi Bính Ngọ đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Ngọ Ngọ tự hình, thái tuế án ngữ, lại thêm thiên khốc, địa tang quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền, về phương diện tình cảm không như ý, quý bác tỏ ra khá nóng tính, cục tính. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến quý bác, hai bên dễ xảy ra bắc cãi. Tháng này, quý bác tuổi Bính Ngọ không có quý nhân trợ giúp, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tổng thể đường tài lộc của quý bác tuổi Bính Ngọ trong tháng 5 âm lịch ở mức trung bình, có thu, có chi. Trong tháng này, nhờ các sao tốt lành che chở, bảo vệ nên vận thế của quý bác ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Quý bác có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Ngành nghề tay trái cũng được phát huy, cho nên tài lộc được rủng rỉnh. Tuy nhiên, quý bác nên chú ý, sự tác động của sao La Hầu làm cho quý bác phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Bước sang tháng 7 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của quý bác tuổi Bính Ngọ có phần khởi sắc, có thể nhìn ra quý bác sẽ có một tháng tốt đẹp, làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành thi cử, phúc lợi,
công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên, trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách. Do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân quý bác Bính Ngọ cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình. Việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Ngoài ra, với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tháng 8 âm lịch, vận trình công việc của quý bác tuổi Bính Ngọ tương đối bận rộn. Quý bác phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, quý bác cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Ngoài ra, tháng này quý bác cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi. Về sức khỏe, chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Tài lộc tốt. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tháng 9 âm lịch, vận trình của quý bác tuổi Bính Ngọ đang gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tuất trợ mệnh, mang tới nhiều sự may mắn. Quý bác có một tháng cát lành, sự nghiệp có sự mở mang, quý bác sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhưng quý bác sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn, vẫn thu được thành quả tốt. Quý bác tuổi Bính Ngọ cũng cần phát huy tài năng của mình hơn nữa để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này quý bác cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, quý bác được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn, đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi, hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể. Về sức khỏe, chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn xây sát nhỏ không đáng có. Bước sang tháng 10 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 10 âm lịch cho thấy, đối với quý bác tuổi Bính Ngọ, gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tháng phạm cục diện tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng. Bản thân quý bác cần phải lý trí, tỉnh táo để tìm ra cách đối phó. Lại thêm, quý bác Bính Ngọ cũng bị ảnh hưởng bởi giác tú, thiên khốc là hung tinh. Điều này làm cho quý bác trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc, tài lộc chậm. Trong gia đình cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của quý bác tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Quý bác ít bị tác động bởi các hung tinh, nhưng vẫn có được cát tinh trợ mệnh. Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng quý bác có kế hoạch cụ thể, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, quý bác cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Về phương diện tài lộc của quý bác tuổi Bính Ngọ trong tháng này tương đối tốt, công việc thuận lợi, giúp cho quý bác có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Nhìn chung, trong tháng này quý bác tuổi Bính Ngọ có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý bác có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính của mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với quý bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Quý bác tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm lịch này bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Vận trình sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ. Quý bác cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Quý bác cũng cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói, giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích. Điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp. Vận trình tài lộc trong tháng có dấu hiệu tiêu hao nhiều. Khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ, tình cảm vợ chồng cũng có điểm báo không lành. Cuối cùng
là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Ngọ, nam mệnh, trong năm 2025 này. Trong cuộc sống, nếu sóng gió cuộc đời xô đẩy bạn, khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, đôi khi bạn muốn buông xuôi tất cả, thì hãy nhớ rằng, cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Những lúc khó khăn, thử thách thì đó chính là lúc bạn cần mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh để tiến về phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường để bạn tiến lên trên. Vậy nên, hãy xốc lại ý chí ngày hôm nay, ngay lúc này, chứ không phải nốt hôm nay, rồi ngày mai mới bắt đầu. Sống và làm việc, chăm chỉ và đam mê, dệt một cái lưới cho mình, cho vụ mùa này may mắn sắp cận kề gần ta. Bạn biết đấy, trên con đường đời sẽ có nhiều lúc chúng ta mỏi mệt, rất nhiều khi chúng ta sợ hãi, lo lắng mình thua, bi quan mình thiệt. Sẽ có lúc người chúng ta chân quý quay lưng lại, người chúng ta tin tưởng phản bội lại chân thành ta trao. Thời thế không thuận, đối tác không hòa, khách hàng không thương, mà người giúp ta thì hơi ăn hại. Sẽ có lúc cả thế giới tưởng chừng như chống lại bạn, ngăn bạn đến với cái đích bạn truy tìm. Tất cả những khó khăn đó hoàn toàn có thể dự đoán được ngay từ thời điểm mới bắt đầu chập chững vào đời hăng say, nhưng không thể vì thế mà ta bỏ cuộc, không thể vì thế mà ta ngại ngần. Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tầm nhìn càng xa thì đường đi càng dài, nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng nhiều hơn. Vậy nên, đôi khi thay vì quá lo lắng, quá sợ sệt, hãy bước ra ngoài vòng tròn an toàn một bước, mạnh dạn và kiên tâm, không ngại ngần, chẳng nghĩ suy, không âu lo, không hối hận, sống và cháy nhiệt huyết và máu lửa hết mình cho những điều mà bạn muốn đó. Dù bạn là ai đi chăng nữa, dù bạn ở đâu đi chăng nữa, dù bạn đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc, đang hạnh phúc hay đang khổ đau, đang chán nản mỏi mệt hay đang kiên cường bất khuất, cũng mong bạn tìm thấy được chân lý của cuộc đời mình, sống một cuộc đời viên mãn, thành tựu đầy mình, hạnh hòa đầy tâm quý vị nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.